Kim. Thì phải. Ai đó? Anh, Jimmy. Kim. Xin lỗi anh. Em đừng cúp phone nghe. Mình đã nói hết rồi, anh đừng nói lại nữa. Anh biết, nhưng anh muốn nói về bài hát mà anh đã viết cho em. Em có nhớ bài hát hay không? Lâu quá rồi anh ạ. Anh biết đã lâu lắm rồi, nhưng mà em giúp cho anh viết hết bài hát đấy nha. Em không biết nha. Nhưng mà em là cảm xúc, là tất cả của anh để anh viết bài hát đấy mà. Cảm xúc gì? Tất cả những cảm xúc của chúng ta, anh muốn viết lên hết trong bài hát đấy. Anh chỉ biết viết trên giấy. Từ giấy không có cảm nha. Hôm qua nay lạnh bằng giá, ôi người yêu dấu hơi, người chiếm lấy tim ta nay phũ phàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đau chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng, xó thương cho cuộc tình ta nhìn sống vô miên man, thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi có biết hay chăng, tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta vẫn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì ngồi ơi xin nhớ mãi tình. Trên cát dài hoang vắng, gió thương cho cuộc tình ta nhìn sống vô miên man, thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi có biết hay chăng, tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, vậy những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, và hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì người ơi xin nhớ mãi.